này đau quá, cổ cũng đau nữa chứ lệ. Ôi trời ơi, chợ quê chán ghê, giá bằng thành phố gì cả. Này này, nhà con rẻ thành phố giàu có khác. Chuyện con gái gả chúng nhà giàu có khác, vàng đeo súng xính đầy người kìa. Đây, cấp báo, công ty đã cực kỳ sốt dẻo hấp dẫn. Cái gì mà sốt dẻo đây chị? Nhà ông Phúc, bà An, Tết năm nay bom nổ rồi. Bom nổ? Ý của cô nói là cái Trang nhà bà An sắp lấy chồng á? Nó cưới ai? Có giàu không? Nó không phải là giàu, mà là cực kỳ giàu luôn. Rẻ Tây đấy. Tây. Ông bà ấy đang làm cỗ linh đình mời làng trên xóm dưới đến ăn để đón rể Tây kiểu. Gì? A B C D E F G F G 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Giàu ơi, mà học như thế này á, có mà đến mùa quýt cũng chẳng nói được tiếng Anh. Bỏ hết sách vở đi. Ông này hay thật đấy, học chả chịu học thì ngồi phán cứ như thánh phán ấy. Thế ông không định nói chuyện với con rể à? Tôi đây này, chả cần phải sách vở gì hết nhá. Bà nghe nhá. Hello là xin chào. Đấy, được không? Good to meet you. Là mày tên là gì? Hô ai hiếu? Là mày có khỏe không? Này, ông học từ lúc nào mà sao ông nói nhanh như gió ấy? Hay thật đấy, này, nghe cứ như là tiếng chim hót ấy. Chồng bà thiên phú trời cho, học đâu nhớ đấy. Thế ông học ở đâu? Ông học ở đâu mà sao ông cho tôi đi học cùng với? Thế ông không định cho tôi nói chuyện với con rể tôi à? Này, thế này, mấy hôm vừa rồi ấy, là tôi đi qua trường tiểu học. Cứ thấy lớp nào mà có tiết học tiếng Anh ấy, là tôi đứng tôi nghe lỏ. Hay thật. Thế mà cũng đủ để giao tiếp với con rể tương lai đấy mà. Tưởng thế, bây giờ ông biết rồi ấy. Ông dạy cho tôi đi vậy. Cũng được. Ừ, mà chuẩn bị nhá. Rồi nào, như nào không nhá? Rồi. Tinh thần này. Thank you. Là cảm ơn. Thank you. Là cảm ơn. Là cảm ơn. Good morning. Là buổi sáng. Good morning. Được. Là buổi sáng. Được bà, được rồi. Rồi. Phát âm được đấy. Được. Good morning là buổi sáng được rồi. Bà. Tiếp tục. You là bà. You. Cái gì? You. À. You là bạn à? Rồi, đúng rồi, được. You là bạn. Hay quá, hay quá rồi. Rồi. Xem ra đúng là nhà này sắp có rể Tây thật. Không biết thế nào nhỉ. Baby. Đây nè, đẹp chưa? Anh làm gì mà mua lắm đồ thế này? Anh về thăm nhà vợ tương lai mà, thì phải mua nhiều quà tặng cho bố mẹ mới gả em cho anh được chứ. Anh cũng biết liệu bố mẹ em sẽ thích anh hay là không nhỉ? Chắc chắn là bố mẹ em sẽ thích anh rồi. Đấy, đây là quà Tết tặng cho bố mẹ. Còn đây là quà Tết tặng cho các cụ. Anh nghe lời là người Việt Nam rất thương thắp hương cho các cụ đã mất ấy. Đúng không? Anh đúng chuẩn là rể Việt Nam rồi đấy. Quá tuyệt vời. À, có câu là cái gì không biết thì đúng rồi, không biết thì phải hỏi, thì người ta đã chỉ cho anh như vậy. Chuẩn bài. Thế này thì em không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Thôi, mình đi về đi. À, thôi, để anh đi lấy xe nhá. Ê,
Thế là tạm xong. À, đây bà này, bà này, bà này. Thế nào, cỗ bàn bà đặt để mời họ hàng làng xóm đến đâu rồi? Ông yên tâm, tôi ghi hết ở trong này rồi, ông không phải lo gì hết cả. Bà đọc lên cho tôi xem nào. Đấy nhá, có gà luộc này, có giò này, có bánh chưng này, canh măng thì nấu với bóng mì, còn rau tôi xào với thịt bò. Này, đặc biệt là món cá hấp, đây này, với cả rượu nếp cái hoa vàng nữa đấy, ông thấy thế này, tuyệt vời chưa ông? Có thế thôi à? Thế, thế không có món Tây nào? Món Tây là sao? Cái bà này chả biết cái gì cả. Này, món Tây ý, là cái món mà người ta nấu theo kiểu Tây. Mà con rể mình là người Tây, mà mình mời người ta đến ăn cơm như thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa hả bà? Bà dẹp ngay đi, tôi nhờ nhá, nhá. Bà đặt hoàn toàn món Tây cho tôi nhá. Nhanh nhanh lên, không kịp đâu. Hết bao nhiêu tiền tôi chi? Ông nói thế là thế nào? Tôi đã mất bao nhiêu là công sức chuẩn bị ngần ấy món, rồi là tôi còn thuê cả người đến nấu nữa. Bây giờ ông bảo hủy là hủy làm sao? Tôi nói thế mà bà vẫn không hiểu gì cả. Con rể mình người Tây, mà mình mời người ta đến ăn hoàn toàn món cơm bình thường như hàng ngày thì còn ra cái thể thống gì nữa? Thế nhưng mà người nhà mình toàn người nhà quê cả, mà ai biết ăn món Tây đâu mà đặt món Tây làm gì, vừa lãng phí lại không ăn được, thế thì đủ. Rồi ôi, bà sinh ra vào cái giờ cãi hả? Tôi đã nói rồi, đặt hoàn toàn món Tây là món Tây. Tôi không đồng ý, món ta là món ta. Khổ thật đấy. Thôi thế này nhá, thì bà đặt cho tôi một nửa món Tây, một nửa món ta, được chưa? Nửa Tây, nửa ta. Chiều, được rồi, tôi đồng ý. Chiều bà lắm. Thì bây giờ như thế này nhá, để gọi điện cho con Trang báo cho nó biết là ở nhà đó bố mẹ chuẩn bị rất chi là hoành tráng để đón con rể Tây, để cho nó yên tâm ông nhỉ. Rồi rồi rồi, bà gọi ngay xem các con nó đi đến đâu rồi. Alo, hello hai con nhá. Xin chào hai con, hai đứa sắp về chưa? Vâng, con vừa đi mua một chút quà Tết. Bây giờ chắc là ra xe để về đây ạ. Khoảng 3-4 tiếng nữa là con sẽ về tới nơi. Cứ từ từ mà đi cho an toàn con ạ. Ở nhà bố mẹ chuẩn bị xong hết rồi, yên tâm nhá. Con ơi, bố mẹ đặt 15 mâm cỗ này, có cả món Tây, cả món ta nữa, để mời họ hàng làng xóm sang đây, để người ta xem mặt rể Tây của nhà mình ấy con ạ. Mẹ đặt cỗ ấy ạ? Mà món Tây, món ta là sao ạ? Mẹ cứ nấu mấy món đơn giản thôi là được mà. Đơn giản thế nào được hả con? Có mấy khi mà con gái ở làng này đưa chồng sắp cưới của mình là người Tây để về quê ăn Tết đâu. Cho nên mình phải làm thật to ra để cho mọi người hàng xóm láng giềng người ta lóa mắt lên đi chứ con. Mời cả họ hàng làng xóm ấy ạ? Có nhất thiết phải như thế không ạ? Xấu thì che, đẹp thì phải khoe ra chứ con. Ui, cả làng người ta đang đồn ầm lên nhà mình sắp lên tiên vì có rể Tây giàu có đấy con ạ. Ôi, người còn ghen tức với nhà mình đấy nhá. Ôi dồi ôi, bố con đây cứ gọi là nở mày nở mặt ra. Chuyện rể Tây thì nó phải khác rể ta chứ nữa. Đấy, này, có con rể Tây là phải thoáng lên nhá. Cái thứ nhất là mình mời người ta đến để ăn uống giao lưu, để người ta tìm hiểu rể Tây này. Cái thứ hai nữa là để cho người ta biết và người ta nể gia đình nhà mình, đúng không? Này, bố mẹ cả đời lam lũ vất vả rồi, bây giờ có dịp là mày phải để cho bố mẹ mày ngừng cao đầu lên trước mọi người chứ, đúng không? Mà con ơi, con cho mẹ nói chuyện với rể Tây của mẹ một tí. Này, mẹ học được khối tiếng Anh rồi nhá. Thank you. Thôi bà ơi, bà ơi, để cho con nó đi cho nó an toàn. Nó đi ô tô chứ không phải đi xe máy bình thường đâu mà cứ bà cứ làm ấy. Ừ thôi thôi, tí nữa con nhá. Bye bye con nhá. Hello. Hello, hello. Hello. Ôi, cứ để cho các cô các bác ấy làm, mình ra đây mà đón con rể chứ này. Trời ơi, không làm thì không yên tâm, ngứa chân ngứa tay lắm ông ạ. Thế thì bà định mang đi đâu, mang cái lọ hoa đi đâu? Thì cho người ta cắm hoa chứ còn đi đâu nữa. Thôi, chưa.
Thế cháu rể thì chừng nào mới về tới đây hả ông Phúc? Các cháu nó đang trên đường về. Các cô các bác vào trong nhà ngồi uống nước chờ cháu một tí nhá. Vào trong nhà, vào trong nhà. Bà mời các cháu. Bác ơi, bác cho em hỏi, cháu rể Tây nhà bác ở bên ý, có ô tô này, có nhà lầu hay là có công ty ở bên ý chứ? Ô tô, biệt thự mấy cái. Ừ vâng. Còn cổ phiếu, công ty thì đủ hết cả. Tiền tiêu không hết đi chứ. Này, xe ô tô là dòng hạng sang luôn nhá. Ôi dồi ôi, nhất nhà bạn. Nhất nhà ông Phúc rồi đây ạ. Vâng. Là cái Phúc. Cả làng này không có ai lở ngoài lở mặt ở nhà ông bà đâu. Mà chỉ có ai bằng cái trang nhà mình. Đây là do cái Phúc ăn ở vợ chồng nhà tôi đấy ạ. Rể Tây chứ có gì đâu ý. Làm như là đám cưới. Hello, I'm fine, thank you. And you? My name. Bố là Phúc. Hello con rể. Mami, mẹ vợ. Con rể. Good morning. Bà nói thế làm sao con rể nó nghe được? Này, cuống lên là cứ từ nọ nó sọ từ kia thì. Con chào bố. Con chào mẹ. Nói tiếng Việt này. Anh Tây có học tiếng Việt. Thế nên bố mẹ cứ nói chuyện bằng tiếng Việt ạ. Này, Tây mà chịu học tiếng Việt để về giao tiếp với bố mẹ vợ là được lắm đấy. Này, chắc là làm ăn ở bên này lâu rồi, tiếp xúc với nhiều người giàu, cho nên là học cho nó tiện đúng không? Đúng như là tưởng tượng của mẹ nhá. Rồi ôi này, bảnh bao đẹp trai này, xe thì xe xịn này. Rồi ôi, đúng là con rể của mẹ có khác. Con gái mẹ giỏi thật đấy, chọn người con rể như thế nó rất tuyệt vời luôn. Vào nhà con, vào nhà con đã. Ở trong cốp xe mà có quà. À, có quà. Này mấy thằng ơi, ra chúng nhờ mang quà vào cho chúng. Ôi trời, nhanh đi các cháu ra đây, nhớ con nổ nhá. Đây, con xem, đây là cái nếp nhà cổ của ông bà để lại đấy. Đẹp lắm ạ. Sao giống nhau đến thế nhỉ? Này con ơi, nhẹ tay khẻo cổ vỡ nhá. Ở ngoài kia còn nhiều lắm, đi mấy chuyến hết đấy đúng không? Hello. Dạ. Chào đàn chú ạ. Cháu nó học tiếng Việt để về giao tiếp với gia đình nhà vợ. Thế cơ à? Rể Tây nhà này được đấy. Chú đáo lắm vâng. Cũng là cái phúc của ông bà để lại. Mà cứ đến ăn đến ở thôi. Thôi chú đi ra. Thế thì ác đi nha. Có anh Rể Tây vừa to đẹp trai vâng, vâng. Lại còn giàu có. Không có gì đâu ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, phải nói là phúc ba đời nhà bác đấy nhá. Ôi dồi, ở cái làng này trước đây nhất là nhà bà Mai. Nhưng mà bây giờ nhất đã phải là nhà ông Phúc bà. Đúng đấy, đúng đấy, giờ phải là nhà tôi. Gớm, chưa biết ai được hơn ai đâu. Thôi thì cũng xin được thay mặt gia đình cảm ơn các anh, các chị, các cô, các bác đã đến chung vui và giao lưu với con rể tôi. Bây giờ thì chưa phải giờ chính giờ, mọi người cũng đang đến thôi. Cho nên là tối nay mới đông. Bây giờ chúng ta mời các cô, các bác chúng ta ngồi mầm nháp vài. Vâng, con cảm ơn. Giang ơi, không có gì. 2, 3, yo! À, uống đi con, rượu chuẩn xịn 100%, yên tâm đi nhá. Đúng ra ấy, chú là chú của nhà ông Phúc. Nếu mà xét theo vai vế thì cháu phải gọi là ông. Ông, đúng rồi. Ông đấy. Nào,
mời một chén. Uống thì không uống mắng đấy. Vâng. Cố lên, cố lên con. Đấy, có thế chứ. Trái cây mình to cao cái này, dăm ba cái ly rượu này thì ăn thua gì. Nhỏ nhỏ thì mấy cái chén này đâu, đơn giản. Này, nhà ông bà là có cô con gái, cháu xem là có anh rể Tây nào thì làm ai cho cô đó nhờ. Giới thiệu à? Đúng rồi. Cô nó là quê nhưng mà cũng xinh cho phép đi. Thế thì cháu xem là có anh bạn Tây nào giới thiệu cho cô nó, để ông bà cũng được một lần mở may mở mặt yêu phụ bên này. Này, này chuyện đấy thì quá đơn giản đối với con rể tôi. Kiểu gì mà con tôi nó chẳng có đẩy bạn đang tuổi lấy vợ đúng không? Đúng không? Thế thì tốt quá. Thế tốt quá. Thế thì nào, uống thêm một ly nữa nhá. Ly này uống hết đấy nhá. Không uống hết là không lẻ ông đâu đấy. À, dạ vâng. 100% đấy. Dạ vâng. Cố lên. Rồi đấy. À, con rể tôi giỏi lắm. Mấy cái ly rượu này nhầm nhò gì đâu đúng không ạ? Bây giờ là đến lượt tôi. Chuyện là nhà có cái thằng cháu trai là nó cũng phá phách rồi, nó cũng vay nợ nhiều quá. Thì nhờ ông Phúc đây là nhờ cháu rể chơi là có xem mà tìm cái đường mà cho nó sang đấy nó xuất khẩu lao động không? Chuyện đấy thì bà yên tâm, chuyện ý đối với con rể tôi là chuyện vặt đúng không con rể? Nhưng mà bố ơi, là con tức là không thể giúp được bởi vì thế làm sao mà cháu lại không giúp được? Cháu đang sống ở nước ngoài cơ mà. Dạ vâng, đúng là anh Trey sống ở nước ngoài, nhưng mà thủ tục xuất ngoại còn rất là phức tạp ạ. Hơn nữa còn phải học tiếng nữa ạ. Được, chúng ta đúng đấy bà. Không sao, cô sẽ bảo thằng cu sứt nhà cô nó học tiếng. Chỉ đúng. Cần là cháu giúp là đưa nó sang đấy làm việc thôi. Mà nghe nói là làm việc ở nước ngoài là lương cao lắm. Cô nhờ tin tưởng hoàn toàn ở cháu ấy. Chuyện này thôi được rồi, cô đã có nhờ ấy thì cháu nó sẽ giúp cô. Toàn người thân trong nhà cả, không giúp họ hàng mình thì còn giúp ai nữa. Thôi, thôi ăn đi, ăn đi. Là một người làm con thì cả họ được nhờ. Đây, nâng đi nào, nâng đi nào. Cảm ơn cháu nha. Này, đây, đây cháu. Chào cháu. Chào cô. Cô là em họ của bác Phúc ấy mà. Cô ui đi. Cháu có mấy cái biệt thự vậy? Không có biệt thự. No nhà. Ô hay, cái không có nhà thì ở đâu? Thuê nhà 15 triệu một tháng. Thế cháu có cổ phiếu hay là công ty gì ở bên nước ngoài không? Không có đâu. Cháu thuê ở Việt Nam ạ. Cháu sang Việt Nam 3 năm rồi. Thế còn ô tô? Không có ô tô. Đi ô tô thì đi taxi. Bình thường đi xe máy. Này, thế cái ô tô mà đang đỗ ngoài kia ấy là xe của ai? À, ô tô thuê để tự lái 5 triệu. Trời ơi, thế mà còn đi khoe khoang. Ôi nè, con rể, những gì cô nói là thật hay đùa vậy?